Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Adades, con này được xây dựng trên nền tảng của Cardano các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà tôi làm chatbot này. Rồi các bạn bấm continue lướt cấp tra này bạn. 21. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nữa các bạn. Khi join lên group các bạn chờ một chút xíu các bạn verify nha bạn. Rồi các bạn bấm vào verify now luôn. Thì ta. Sao kỹ ta. Còn chờ chút xíu nha bạn. Rồi. Bạn bắt đắp lên nha bạn. Tiếp tục các bạn cho tiếp kênh seller nè các bạn. Bạn bắt đắp lên rồi. Tiếp tục follow từ Twitter và Binbot. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn tự quyết bị dưới game nha các bạn, thích like nè. Sau đó các bạn bật up lên nha các bạn. Rồi tiếp tục follow minimum nè. Trên minimum thì bạn follow nha các bạn, rồi sau đó các bạn bật up lên nha các bạn. Rồi các bạn click phần link mô tả với video mình download về một app Google Wallet và một cái video mình hướng dẫn các bạn tạo ví nha các bạn, rồi bấm set. Rồi các bạn điền username Telegram mình nha các bạn, thì bạn nhắc cho ba anh cùng nè, vào setting nè. Các bạn copy username mình chỗ này nha các bạn. Rồi gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó submit link like request pinbot send Twitter. Rồi tiếp tục bạn gửi đường link profile Twitter mình nha các bạn. Dự án này khá là tiềm năng nên các bạn làm nha bạn. Rồi bạn nhập anh avatar, nhập cho một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhập cho ba anh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép nè. Rồi lại cho bot nè. Rồi bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi sau đó các bạn submit đường link profile minimum mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào minimum nè các bạn. Rồi trên minimum thì bạn nhấp vào ba cái trang đen nè các bạn. Rồi sau đó nhấp vào anh avatar mình nha các bạn. Nhấp vào anh avatar mình cái nữa nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cái cùng nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nha các bạn. Rồi sau đó các bạn submit address Zuroi thì các bạn dùng địa chỉ dưới Zuroi snap của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nhập mã pin mình ra các bạn. Sau đó các bạn nhập vào mạng Anada Zuroi nè. Các bạn bấm vào mục reset nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ dưới này giúp mình nha các bạn. Rồi gửi lại cho bot. Rồi nói thông tin các bạn có chính xác không mà bấm xét nha các bạn. Rồi quýt giao luôn các bạn. Ok chưa chỗ gút nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.